Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị tiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta đang ngồi tại thiền đường của thiền tự Bảo Châu, thành phố Hội An, trong những ngày tu tập của chương trình Về Với Thầy. Sáng hôm nay sau khi giờ tu tập của đại chúng, chúng ta có cơ hội ngồi bên nhau để lắng nghe những lời chia sẻ. Để con thỉnh đại chúng ngồi thư thái, chắp tay trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con kính thưa sư trưởng trụ trì Thiền viện Bảo Châu, tăng đoàn chùa và toàn thể đại chúng. Bữa nay nữa là ngày thứ năm, còn một ngày nữa là chúng ta hết khóa tu rồi. Thời gian trôi đi nhanh như vậy đó. Chúng ta thấy nhanh hay chậm nè? Có ai thấy chậm không? Đi tu mà đi chơi mà mình thấy nó lâu á là nghiệp mình nặng lắm á. Tức là khi mà mình thả lỏng, mình buông thư, mình về nhà, mình nghỉ ngơi mà mình thấy nó mệt, nó căng thẳng đó, tức là trong người mình muốn tạo tác. Khi mà được nghỉ ngơi nha, mà mình không thấy thoải mái á, khi mà mình đi tạo tác á, mình làm những việc rất là ác. Có nghĩa là khi mà mình được phép mình ngủ á, mà trước khi mà mình nằm xuống mình không ngủ mà cả tiếng mình mới ngủ á, thì khi mình làm việc, khi mình làm một cái gì đó, mình nói một cái gì đó, nói chung là khi mình tạo một cái gì đó, thường thì cái việc mình làm đó đem đến đau khổ cho mình và cho người. Hiểu chỗ này con chia sẻ không? Khi mà mình được phép nghỉ, mình không nghỉ được, tức là trong lòng mình nó bần bần ở trong á, cho nên khi cái năng lượng bần bần đó mà nó qua hành động á, là nó sẽ gieo rất rất là nhiều những cái bất hạnh. Cho nên mình muốn biết là cái hành động và cái lời nói, cái năng lượng, cái vibration của mình ở xung quanh nó đem đến an lành bao nhiêu á, là mình chỉ cần biết cái lúc mà mình nghỉ ngơi á. Một là cái lúc mình thiền tập, hai là cái lúc mình đi tu tập, ba là cái lúc mình ăn cơm, bốn là cái lúc mình ngủ, năm là cái lúc mình thiền hành nhẹ nhàng ở một mình, mà tâm mình nó yên bao nhiêu. Nếu nó không yên á, là mình biết mình không nên làm một cái gì hết. Khi mà mình giao tiếp, khi mình đi yêu thương, khi mình đi cho nhận, khi mình đi tạo tác, khi mình đi kiếm cơm áo gạo tiền. Bởi vì mình không thể làm một cái gì mà theo ý mình muốn, mà ở trong tâm của mình nó chưa theo ý mình muốn. Cái năng lượng ở bên này nó chưa theo ý mình muốn, thì mình không thể tạo ra một cái thứ gì bên ngoài mà theo ý mình muốn. Thế này chứ.
Yes. Khi mình làm một cái gì đó là dĩ nhiên mình muốn làm những thứ đó theo ý của mình. Mình muốn thay đổi con người, cảnh vật, mọi thứ, chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ, chỗ sống, người mình yêu thương theo ý mình muốn. Để mà mình làm được những cái thứ bên ngoài kia theo ý mình muốn, trước hết á, mình phải sắp xếp cái thân thọ tâm pháp của mình á, phải theo ý mình muốn. Muốn biết được cái thân thọ tâm pháp của mình theo ý mình muốn bao nhiêu phần trăm, chỉ cần mình ngồi xuống, mình nói là nghĩ bây giờ là giờ, cho bây giờ, chứ không phải bây giờ là giờ, cho lúc nãy hay cho lúc nữa. Mình nói như vậy nó thành cái lệnh vi tính, mình bật, nó nghe không? Nó không nghe á, là nó chạy rần rần, rần. Ê, anh nói, tôi nghĩ, chuyện của anh có chuyện của tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Hả? Là cái tâm mình nó đang bị sổ tả suy nghĩ. Sổ tả suy nghĩ tức là không nghĩ mà nó cứ nghĩ miết giống như bị sổ tả vậy đó. Là khi mình làm một cái gì đó là mình làm với cái năng lượng, một là lo sợ, hai là tham cầu. Tham cầu á thì nó làm cho mình mệt mỏi. Và từ đây ra ngoài Hội An, cái tâm của mình nó sẽ Hội An. Đâu? Hội An đâu? Từ chỗ này bước lên ra ngoài, bước ra ngoài cổng. Từ ngoài cổng chuẩn bị lên taxi. Taxi ngồi taxi. Tâm mình ngồi taxi hay tâm mình sẽ ở Hội An? 90% là tâm mình Hội An. Nó muốn thấy cái gì đó tương lai. Cái tâm đó bình thường hả? No. Tâm đó là tâm bệnh hoạn. Tâm đó là tâm vô minh. Tâm đó là tâm hướng về phút giây kế tiếp. Tâm đó chính là tâm tạo tác. Tâm đó là tâm đau khổ. Khi mà hướng từ điểm A đến một điểm B, điểm B chưa tới mà cái tâm mình ở điểm A mà nó cứ nó dài miết. Đó chính là stress. Đó chính là trầm cảm. Đó chính là tổn thương. Đó chính là đau khổ. Bởi vì với một cái đoạn đường như vậy mà cái tâm mình nó có hướng tới phía trước á, hai cái thân và cái tâm mà nó ly dị, nó chia tay miết. Tại sao? Cái năng lượng nó sinh ra miết. Nó như này là nó cực kỳ mệt mỏi. Đó là lý do vì sao mà mình sống hàng ngày, mình xuất phát bằng tình yêu thương cho người mình thương, mình đi làm việc 8 tiếng. Nhưng mà khi mình đi làm 8 tiếng xong mình về, năng lượng mình cạn kiệt hết. Mình bước vô nhà, đứa con mình nó chào ba, mình không thấy nhìn luôn, nó mệt quá mà. Mẹ mình hay vợ mình rót ly nước để đó, hay chồng mình nói sao hôm nay nhắn tin mà không trả lời, vân vân. Có một ai đó chăm sóc, khi nó mệt trong người quá, một ai đó để ý tới mình một chút hay cần mình có mặt một chút, mình không nhận ra họ được. Rõ ràng là mình xuất phát 8 tiếng đồng hồ từ buổi sáng là để mình thương họ, mình muốn chăm sóc họ tốt hơn qua một ngày mình cố gắng. Nhưng mà sau đó không biết, mình đi làm về một ngày cái mình cạn kiệt năng lượng mất tiêu. Bởi vì trong một ngày đó, sáng cái mình đi cái mình hướng tới cái tâm ở công việc, mình đi làm mệt cái mình hướng tới cái việc là hơn thua tranh giành, cố gắng. Mình không có làm trong nghỉ ngơi, mình work hard, mình không có work happily. Mình không có làm một cách thưởng thức mà mình làm một cách nặng nhọc, cố gắng, nỗ lực. Người ta nói làm việc nỗ lực nhưng mà người ta chưa có dạy ai làm việc một cách hoan hỷ hết trơn. Anh không thể thành công khi mà làm việc một cách nỗ lực cực nhọc. Anh chỉ thành công khi anh làm việc một cách đam mê, thưởng thức và hạnh phúc. Bất kỳ một công việc gì. Bởi vì anh nỗ lực, anh cần cầu, anh tha thiết, anh tham vọng á, là cái năng lượng của anh nó bừng bừng ở trong, anh muốn đạt được kết quả. Khi anh đạt được thì anh lên lên thiên đường. Wow, ta là người thành công, tự ngã nó lớn lên. Trong một khoảng thời gian mà anh đợi một phút huy hoàng đó, là lòng anh tắt ngấm. Tắt ngấm là cái gì? Cái niềm vui sống, cái hướng tới phía trước, cái vibration, cái tâm của nó cứ tạo năng lượng rung biết như thế này, nó không có được bình an và ngủ nghỉ ở yên trong công việc mình làm. Thành ra cái tâm nó rất là nặng nhọc, cực nhọc, mệt nhọc lắm. Cái tâm của cái người làm việc mà cứ hướng tới phía trước miết, nhìn họ rất là khó chịu, nhìn họ rất là khó khăn, rất là căng thẳng. Trong một cách họ ăn cũng vội vàng, họ bước đi cũng giống như ma đuổi. Cho nên khó lòng mà thấy được một người CEO trong cái tư thái của một thiền sư. Là những người lãnh đạo chính trị hay lãnh đạo kinh tế gì cũng vậy hết. Cái tâm họ phải phóng, phải chạy đua. Giống như hai sư tử với con hươu vậy đó. Một là con sư tử mà nó chạy chậm thì nó chết.
Hai, nó muốn no, nó muốn chiến thắng người khác thì nó phải chạy cho thiệt nhanh. À, cái dòng tư tưởng loài người ở cái xã hội hiện đại nó nhận thức như vậy đó. Một là anh chết vì anh đói, anh chạy kịp người ta. Hai, anh muốn hơn người ta thì anh phải chạy nhanh hơn. Tức là một, chết đói. Hai nữa là thiệt là tranh giành, mệt mỏi, căng thẳng hết sức mình. Đó là hai thái cực, phải không? Thế đó, thì cái tâm của mình mà nó làm việc theo kiểu kinh tế học, theo kiểu đánh đổi, theo kiểu cho nhận, theo kiểu mua bán, thì cái tâm đó ở ngoài chợ, nếu mà mình không có cẩn thận khi vô chùa, cái tâm đó nó cũng vận hành như vậy. Có phước thì tôi làm, không phước thôi. Có ích thì tôi đến, không có ích thì thôi. Cái tâm đó là tâm chợ quán đấy. Cái ích ở đây á, là cái ích phải cho cái ích của vô ngã, chứ không có nên lấy cái ích của cái tự ngã. Lấy cái tôi mình nuôi lớn cái tốt á, là cái tốt đó nguy hiểm hơn cái không tốt. Bởi vì ai, mình sao biết mình tốt? Mình so sánh với người A không tốt, người B không tốt, người C không tốt, mình tốt. Cái tốt đó nó tạo ra cái khổ cho mình và cho người. À, nãy con hỏi đại chúng tu tới ngày thứ năm, rồi còn một ngày nữa là ngày thứ sáu, là mai là hết rồi đó. Chúng ta thấy thời gian nó đi rất là nhanh. Là ngày mai nữa thời một cái chuyến tu nè, bước mất hết, không thể tìm lại được. Có chăng thì ký ức ngồi đó tưởng, và từng bức hình nhìn ra, wow. Phải không? Mỗi một phút giây là mỗi một kiếp người ấy. Mỗi một phút giây ta không thể kéo lại được, giống như là một kiếp người vậy đó, nó vụt qua rồi mất. Vậy trong phút giây đó mà ta ngồi, ta không có thực sự sâu sắc trong phút giây đó, thì ta ở đâu? Cái tiếp á, chuẩn bị cái gì nữa xảy ra đó. Và như vậy ta chuẩn bị hoài cho phút giây kế tiếp, mà ta không có thưởng thức phút giây nào hết trơn. Bởi vì ta dành phút giây này để chuẩn bị mà. Hễ một phút giây này để chuẩn bị á, là ta mất tất cả mọi phút giây khác. Ta không có chuẩn bị cho một cái gì hết. Một là sống, hai là chuẩn bị cho sự sống. Và ta đã chuẩn bị ngàn kiếp rồi, và ta chưa sống. Ta chỉ đơn thuần sống thôi. Mất mấy gì phải đợi để sống. Đợi thì không thể sống. Ta không ăn cơm để sống, ta sống ở trong lúc ăn cơm. Ta không nhai để nuốt, ta nuốt ở trong lúc nhai á. Ta không hiểu để thương, ta thương ngay cái lúc ta hiểu. Nên là hôm nay con chia sẻ với đại chúng cái đề tài là làm mát dịu lục căn. Lục căn là bao nhiêu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Giỏi quá, xà thuốc cho nàng ngửi tay đi coi. Em nhớ là mình phải biết được mấy cái danh từ Phật dạy á, mình thấm tương trao lần lần dù mình chưa ở chùa. Chứ mình nghe mấy ông, mấy người chùa nói á, thì mình cũng phải giữ lại trong đây một xíu. Mình ra ngoài kia nó rớt đâu rớt, nhưng mà mấy cái cơ bản nó cũng phải còn động lại, nó rất sạch sẽ. À, do mình không chú tâm, cho mình chú tâm cái ở ngoài kia đó nó cũng thú vị, nó cũng lôi kéo, nhưng mà ở trong này nếu mà mình có duyên á, mình chú tâm một chút thôi, nó cũng giữ chân mình lại được. Thì tại sao mà con nói là mát dịu lục căn, quý vị nghĩ thử nó đang sao mà phải làm mát dịu? Nó đang sao? Nó đang nóng. Oh yes. Mát tức là nó đang nóng mới làm cho nó mát. Cái gì làm cho nó nóng? Cái gì làm cho cái lục căn của mình nó nóng? Sáu cảnh nó vô tình vô tội. Cái tâm gì? Hả? Tâm tham dục. Cái dục của nó mới làm ra cái sân. Cái dục mà muốn không được nó mới sân. Cho nên Đức Phật nói tam giới do như quả trạch. Ba cõi này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó giống như là lửa đang đốt vậy đó. Mà ba cõi ngoài kia tự nó đang cháy, hay là do lục căn này nó cháy và nó thiêu, nó tạo ra
cái tam giới thành quả ngục. Lục căn. Do lục căn, do trong này nó có cái dục, nó cái tham muốn, nó cái khát khao, nó cái tham ái, ái đủ thứ kiểu hết. Và đó là một loại lửa, nó cháy bần bần ở trong tâm mình đó. Phải cái thân này là cái ổ chứa của các loại ham muốn, tham dục mà. Cho nên khi mà đổ thêm một xíu thỏa mãn của cái việc ăn, việc uống, việc ngủ, việc nghỉ, việc thân xác vân vân, thì nó giống như đổ dầu vô lửa vậy đó. Hiểu không? Nó gớm lắm. Chứ không phải hạnh phúc là mình làm cho nó thỏa mãn đâu, mình đang đổ dầu vô lửa đấy. Và mỗi lần mình đổ vô, mình tưởng đâu là nó chấm dứt, nó hết, nó không có làm cho mình nóng nữa. Đúng rồi, cái lúc đó nó thỏa mãn, nhưng mà sau đó cái mức độ nóng của nó nhiều hết. Ai mà không hiểu được điều này á là mình đuổi hình bắt bóng. Đuổi hình bắt bóng tức là mình tưởng nó làm cho mình hạnh phúc vì mình thỏa mãn cơn khát khao, nhưng mà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, rồi thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lối suốt trăm năm. Rồi anh buồn le lối suốt 100 năm, rồi anh có một phút huy hoàng, rồi anh có được cái phút huy hoàng đó, anh phải đợi thêm 1.000 năm le lối nữa. Anh muốn có một phút huy hoàng để anh phải có 1.000 tỷ năm le lối. Chứ giờ tội vậy ta, tại sao mỗi phút anh không huy hoàng mà anh phải le lối rồi anh đợi sự huy hoàng? Hiểu cái này chưa? Cái tâm của chúng sinh á là cái tâm phần lớn bị cái tham dục là vô minh ở trong mình, nó dẫn đi từ cái đời nào sang cái đời nào, tái sinh trong luân hồi sinh tử mà không có cái dục đó làm sao tái sinh. Ai bất nhiễm bất sinh ta bà. Cho nên cái ái dục ở trong người mình đó, nó bần bần ở trong đó, nó lấy cái thân này nó làm cái công cụ để nó tìm kiếm thức ăn, nó đáp ứng cái khát khao của cái cơn dục đó, cái tham cầu, cái ái nhiễm đó. Hễ mà nó qua mắt thì nó muốn nhìn những cái thứ gì mà nó thích thôi. Cái hình tướng đó phải xinh đẹp, lúc nào cũng đẹp, đẹp, nhà đẹp, đồ đẹp, người đẹp. Hễ cái gì mà nó có mà nó muốn nhìn thì cái đó phải đẹp. Thấy trai đẹp thích không? Thấy gái đẹp thích không? Thấy nhà đẹp, thấy xe đẹp, bất kỳ cái gì mà hễ có hình tướng và màu sắc là cái đó phải đẹp thì đôi mắt này nó mới muốn. Như vậy là không phải cái đó đẹp mà là trong mắt có cái muốn. Và cái muốn ở trong mắt đó là lửa đang cháy. Cho nên lúc nào nó cũng là như này, đâu đâu cái này cái kia cái nào đẹp hơn, cái này nó lựa từ A đến Z, nó đi chợ từ chỗ này nó bước cái chỗ kia, từ cái hàng đầu hàng này cuối hàng kia, đáng lẽ đi vô thì nó mua liền đi, không cái nào đẹp nó đi đi tới cuối cùng thấy cái nào đẹp hết, nó đi ngược lại cái người ta mua mất tiêu, nãy thay tao mua rồi được rồi. Vậy cái gì đi tìm vậy? Cái muốn ở trong người á, mà cái muốn đó mà trong khi tìm từ điểm A điểm B nó đang đốt cháy với gì nữa. Như vậy cái muốn đó là lửa ấy. Mà khi con mắt của mình mà nó để cái muốn ở trong đó là nó thấy chỉ cái thứ nó muốn thôi, nó không thấy được gì hết. Mà khi cả cái đoạn đường từ điểm A sang điểm B mà nó mang cái muốn, cái mang cái lửa trong người nó hừng hừng như vậy á, là con mắt của người đó như thế này nè, nó sáng rực lên cái lửa khao khát, chứ nó không phải sáng rực lên cái lửa tỉnh giác nha. Và con người của họ rất là vội vàng đi tìm cầu, rất là bôn ba, rất là lo lắng. Khi mà vội vàng bôn ba thì do mình chưa có, mình muốn được, mình mong phút giây kế tiếp. Nhưng khi mình có rồi, mình sợ hãi và lo lắng, sợ nó mất. Thì mình có một người thương tuyệt vời chừng nào, thì mình chưa có thì mình khao khát mạnh mẽ. Khi mình có rồi thì mình sợ hãi vô cùng. Đường nào nó cũng làm cái đôi mắt này khổ hết. Hễ chưa có thì ô được được nắm sợi dây kéo giữ cột, mà hễ có rồi giật gì rồi sao, ô đôi mắt này sao lúc nào cũng gán vô, gán camera từ xa vô coi thử anh ta đi ở dưới ai đó. Bây giờ các camera nhỏ nhỏ gán vô nhau đi đi giữ nhau vậy nè, thà đừng có xong cái gán camera đi giữ nhau. Thấy chúng sanh khổ, khổ không phải đôi mắt này mà khổ vì cái tham muốn trong đôi mắt này. Cái tham muốn trong đôi mắt này nó không làm mình khổ, nó khổ là anh đồng hóa anh cho rằng anh hạnh phúc qua cái việc làm cho đôi mắt này thỏa mãn.
ai cũng còn cái tham dục đó hết, người tu cũng còn nè, người đời cũng còn, ai cũng còn hết. Nhưng cái điều nó làm cho anh khổ là bởi vì anh nghĩ anh sẽ hạnh phúc qua cái việc làm cho nó thỏa mãn. Còn người tu là người ta biết làm cho nó thỏa mãn nó sẽ làm cho mình khổ hơn, thì mình chọn lựa thôi. Chứ tu hay không tu gì ai cũng muốn hạnh phúc đúng không? Đúng không nè? Không có một chúng sanh nào trên đời này mà muốn cho mình đau khổ hết đó. Cho nên những cái gì mà mình làm hàng ngày đó là mình muốn hạnh phúc mình mới làm. Mình muốn hạnh phúc mình mới đi nè, đi tu nè. Mình muốn hạnh phúc mình mới ở với nhau nè. Mình muốn hạnh phúc mình mới bận cái bộ đồ này nè. Mình mới ở trong cái chốn như thế này. Mình mới thọ giới. Và mình muốn hạnh phúc mình mới có một cái nhà. Mình mới thương người đó. Mình mới đẻ đứa con. Mình mới ăn cái món đó. Mình mới đi chỗ này chỗ kia. Mọi cái động lực ở phía sau hành động của con người, động lực đó là muốn mưu cầu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc mộng hay là mạnh, hạnh phúc thực thì phải tùy thuộc vào nhận thức của đẳng cấp nhận thức của mỗi người. Vậy đẳng cấp nhận thức của người tu là ở chỗ tôi muốn hạnh phúc mộng hay thực? Thực. Còn hạnh phúc của người đời hoặc là người không tu là hạnh phúc mộng. Mộng tức là không thật, giả tạo, tạm thời, trôi qua nhanh chóng. Và cái hạnh phúc mộng á, nó mộng thì còn đỡ nha, nó chỉ mộng thôi rồi nó tan vỡ, nó làm cho mình giác ngộ ra còn đỡ. Mỗi lần mộng xong nó làm cho cái khao khát mình gấp bội lên, đó là cái đáng thương, cái đó là cái đáng tiếc. Mình đầu tư vô đáng lẽ nó sinh vốn, cái này vốn nó là bong bóng nước không thật, mà nó lời không có chứ, lời bong bóng nước không thật mà vốn lỗ luôn. Nó làm cho cái tham dục mình không những không duy trì được cái trạng thái cũ, mà còn không những không ít hơn mà còn nhiều hơn. Mỗi lần mà mình ăn ngon một cái, bữa sau mình không muốn ăn dở hơn cái đó nha. Mình đi tìm cầu cái phải ngon hơn vậy đó. Cái gì cái gì? Từ cái gì đến cái gì quên rồi. Từ cái gì? Cơm chiên dưa châu. À. Cơm muối. Cơm muối mè. Gì nữa? Cơm chiên. Cơm chiên dưa châu, hải sâm giò heo. Vịt quay Bắc Kinh. Nói nó lại con quên nè, từ đầu là cơm muối, cơm trắng muối mè, cơm trắng muối tiêu, cơm chiên dương châu, cơm chiên dương châu, hải sâm giò heo, hải sâm giò heo, vịt quay Bắc Kinh, vịt quay Bắc Kinh. Đó đó đó, tại sao nó phải tăng dần điều cấp độ hưởng thụ lên như vậy? Nếu như mà cái lòng tham muốn của mình mà nó hạ xuống thì cái cấp độ tăng dần điều của cái sự hưởng thụ nó đi lên không? Không. Rõ ràng là không phải cái món bên ngoài kia nó tăng dần điều lên, mà là cái tham dục của trong lòng này nó càng ngày nó càng mạnh mẽ. Cho nên cái mức độ hưởng thụ bên ngoài đó là nó biểu hiện cái mức độ tham dục ở bên trong. Cho nên cái mức độ mà bên ngoài mình bận đồ cho thiệt đẹp, mình ở nhà cho thiệt sang, mình có cho thiệt nhiều cái lạc thú là biểu hiện trong lòng mình cạn khô rồi cái khả năng, có khả năng hạnh phúc. À. Một người mà có thể bước mà không vui nữa, ngồi yên mà không vui được, sống một cuộc đời giản dị bình thường, biết đủ tri túc, giống như bao nhiêu người thân khỏe tâm an mà không vui được là rồi rồi, là thôi rồi lượm ơi rồi đó, là bắt đầu một hành trình tạo tác đấy. Mà khi tạo tác á, may mắn của người đó là nếu mà họ không gặp á thì đó là cái phước của họ, còn nếu họ gặp cái thứ họ muốn nha, rồi sinh họa. Ồ, có một cục tiền trong tay mà có lạc thú nó tăng dần điều lên đó là trên thiên đường, cũng không phải là chỗ anh ta thỏa mãn, phải không? Lên thiên đường anh ta sẽ quậy, anh ta sẽ nói cái gì, cục tiền này của tôi mà thượng đế chỉ tạo ra bấy nhiêu lạc thú thôi sao? Nhá, tôi thầm muốn tạo ra một thiên đường khác, lạc thú nhiều hơn nữa. Cho nên cái con mắt của mình, nếu như mà có cái lửa tham muốn, mong cầu, khát khao trong đó, thì con mắt của người đó đang có gì? Có lửa. Những con mắt của tuổi trẻ ái tình đó, nó nhìn nhau giống như là ma cà rồng, nó muốn nuốt sống nhau vậy đó. Mà nó gọi đó là tình, tình yêu. Nó nhìn hoàn toàn không còn là một con người nhìn một con người nữa, mà là một nửa nhìn một nửa.
nam nhìn nữ hay nữ nhìn nam, chứ không phải là một con người nhìn một con người nữa. Bây giờ chúng ta ngồi nhìn nhau này, nó đâu có nam nữ trong này đâu ha. Vậy chứ mà bên đây là một dàn người mẫu, bên đây là một dàn đại gia, thì nó sẽ không còn là con người với con người nữa đó. Nên lúc này là những con ma cà rồng đang khát khao máu của người khác, nó cần máu người khác. Nhưng mà ở đây là chúng ta không có à, mình thấy nó một trời một vực khác biệt ấy. Chúng ta nhìn người với người thôi, không có một nửa người nhìn một nửa người. Bởi vì trong con mắt của đại gia hai chân dài ấy đang ở bên cạnh nhau, đó là con mắt của tôi muốn tôi đẹp để cho anh bị tôi sập vô cái bẫy, cho anh phục vụ tôi. Và tôi muốn tôi có nhiều tiền để cho em sập vô cái bẫy, để cho em phục vụ tôi. Phải không? Con mắt khao khát đó nó đợi chờ con mồi bên ngoài kia sập bẫy. Phút giây mà sập bẫy là phút giây người ta nói là hạnh phúc, thành công. Nhưng mà không may, cái phút huy hoàng đó chợt tắt. Để trước kia 100 năm anh đợi chờ, rồi anh được cái phút huy hoàng đó, và sau nữa, bao nhiêu năm nữa anh phải có được phút tiếp. Chắc ngang lắm. Vậy thôi. Bởi vì cái mức độ khát khao trong lòng của anh nó tăng lên, thì cái mức độ chiều dài thời gian nó phải rộng ra. Cho nên thà đừng có phút huy hoàng đó, tốt hơn là có nó. Cho nên để chúng biết, con mắt này nó khát khao hình ảnh và màu sắc xinh đẹp, tốt nhất là đừng có đáp ứng cho nó. Và khi nó gặp, đừng có vội vàng mà hân hoan hạnh phúc. À, nè, bằng chứng là đâu? Đầu này con cạo, áo này con mặc, không phải cố tình làm cho nó xấu. Áo đó quý vị bận, không phải cố tình làm cho mình xấu nha. Nhưng mà có nghĩa là gì? Không làm cho cái dục vọng của con mắt mình thỏa mãn qua cái màu sắc hình tướng nữa. Cạo rồi, mấy sư cạo luôn cái chân mày nữa. Cạo luôn. Qua bên Thái là thấy mấy sư cạo độc lóc hết. Cạo tuốt luốt hết, nhìn vô là trắng xóa luôn. Đức Thế Tôn rồi nhìn cái y đó quấn như vậy là cái đầu cạo này, hay là chúng ta nhìn như thế này, nó có cái năng lượng gợi mời khát khao đôi mắt của người khác lên không? Chúng ta nè, không phải không nè? Chứ tại vì chúng ta bận cái bộ đồ này vô, giàu cũng giống như nghèo à, nam giống như nữ, già giống như trẻ, tự động cái nó có cái sự bình đẳng ở trong đó, nó không có sự phân biệt và khát khao ở trong. Chứ không phải là làm cho mình xấu đi, không phải là bây giờ mình nói làm dịu cái dục vọng trong mắt, tức là bây giờ mình phải đi tìm cái xấu mình nhìn. Đó là ngược lại của cái tham, đó là sân. Mình không có đi tìm cái xấu, mà nó là đừng có làm cho cái khát khao tăng. Để cho cái khát khao nó không tăng thì mình đừng có làm đẹp. Đừng có làm đẹp chứ không phải làm cho mình xấu. Hai cái này khác ra nha. Đừng có làm đẹp, tức là đừng có đi tạo cơ hội cho con mắt này thỏa mãn. Nó không bao giờ biết tri ân đâu, nó không bao giờ biết đủ đâu. Kẻ mà tham lam không bao giờ biết tri ân cái người mà làm cho nó thỏa mãn. Nên mình nuôi một con ma tham, mình ngắm bộ mà nuôi nó cả đời, và mình ngắm bộ mà không nói cái câu là làm ơn mất quán. Mình làm ơn cho nó chứ gì nữa. Mình muốn cho nó thỏa mãn, mà mình muốn thấy mình đẹp, mà mình vô gương cái mình nhìn cái mình quay qua hất mái tóc, quay lại cái mình hất mái tóc, mình sửa đẹp. Mình đang làm ơn cho nó đấy, nhưng mà nó phản bội vô cùng, nó không có biết đủ. Hết bộ đồ này tới bộ đồ khác, hết mái tóc này tới mái tóc khác, hết đôi dép này tới đôi dép khác, hết cái này tới cái khác, chắc chắn luôn. Cho nên đừng có mong mà nó tri ân mình. Cho nên không có vô minh gì mà mình đi mất thời gian chăm sóc cho một kẻ mà không bao giờ biết đủ và không bao giờ biết tri ân. Mình phải chắc cú điều đó. Cho nên này mình bận, mình biết như vậy nha, mình bận cái này vô. À,
Mình bận cái này vô là mình hiểu quá mà. Cái tên này á, thôi không bao giờ có đấy, cho nên bỏ bao nhiêu cũng tụt luôn. Nào tao không bỏ nữa, tao không mất thời gian bỏ vô nữa. Thì thôi à, đó chính là người tu hành. Không mất thời gian bỏ vô nữa tức là bỏ lên trên đây, trên cái áo, cái áo mà, cái bộ đồ mà. Con mắt này nhìn vô rồi dừng lại khao khát. Con mắt này nhìn vô, không mong chờ, không đòi hỏi, không cần cầu, không tìm kiếm nữa, rồi dừng lại. Có nghĩa là sao? Rưới mát lên cái nóng bức tham dục của con mắt mình. À hả? Mình lấy một cái hình ảnh của thiên nhiên nè, mình lấy cái hình ảnh của cái không gian thanh tịnh này. Ngồi vô đây đẹp không nè? Đẹp, nó đẹp của cái sự thanh tịnh chứ. Nó trang nghiêm ấy. Mình bước vô chùa khung cảnh đó, quý sư làm đẹp không? Đẹp. Đâu phải mình đi làm cho nó xấu, nó tệ, nó dở để cho mình diệt cái dục đó đâu. No. Cái dục nó không có thật mà diệt gì. Cái điều mình đừng có làm cho nó nuôi lớn thôi. Mình đừng có làm cho nó nuôi lớn tức là mình đừng có đi thỏa mãn khao khát của nó. Bộ như vậy con người khô đá rồi sống không có niềm vui đâu. Niềm vui đây nè. Tức là cái con mắt này á, mình phải hiểu nó là nó khát khao cái đẹp. Nhưng có một loại đẹp nó làm cho sự khát khao đó tăng dần điều. Nhưng mà cũng có một loại đẹp nó làm cho cái sự khát khao đó hạ xuống, giảm đi và tiêu dần điều. Nè, bây giờ hỏi chơi này đẹp không? Không đẹp mà đố quý vị bận. Vô chùa đây quý vị thấy đẹp không? Đẹp. Đức Thế Tôn ngồi trong cái tư thế này với tư thế này. Như thế này đẹp không? Đẹp. Ngồi như vậy với ngồi như thế này. Như vậy á. Hả? À? Bởi vì con mắt của mình đó là mình nhìn mấy vị đó bằng sự cung kính đó, cho nên họ ngồi dày cũng đẹp. Ừ. Họ ngồi sao cũng đẹp hết. Nhưng mà có tướng, tướng tư thế thông dong nha. Chứ mình không có nhìn thấy các vị A-la-hán hay Bồ-tát ở trong cái tư thế tàu lao tùm lum của con người mình đâu. Mình thấy cái mình biết nó xấu liền á. Ồ, có tượng này hình như làm lộn rồi nè. Không? Nó như thế này nè. À, hoặc là nó như thế này. Nó thể hiện cái sự. À, yes. Chứ không phải nó như thế này đâu. Nó không có cái năng lượng khát khao ở trong đó. Nó đẹp ở đây á. Mình đang phân biệt cái thân và cái tâm. Cái thân nó ngồi như thế này đẹp. Nhưng mà tại sao nó ngồi như thế này cũng đẹp? Như vậy nè. Nó ngồi như thế này mà mình thấy nó đẹp thì dễ dàng đúng không? Vì sao? Nó trang nghiêm, nó chỉnh tề. Còn như thế này nó đẹp. Nó đẹp cái gì? Nó đẹp cái tấm. À, thông dòng. Phải không nè? Như vậy, có những cái loại xấu, có những cái loại đẹp. Mà đó là đẹp của cái sự đáp ứng, cái sự khát khao. Cái đẹp đó nó làm sự khát khao tăng lên, tăng lên, tăng lên. Nô, cái đó mình vui lòng giải thích cho kỹ. Chấm phẩy ra hoặc là mở bài kép ra. Cái đẹp này là nuôi lớn con ma tham. Cái đẹp này là dầu đổ vô lửa. Đừng có hy vọng phẩy cái nữa, đừng có hy vọng cái đẹp này làm cho mình hạnh phúc. Đừng có hy vọng cái đẹp này nó làm cho mình chấm dứt cái khát khao ở trong lòng. Đừng có tu, đừng có mong mà tu hành chuyển hóa qua việc làm cho cái sự khát khao này thỏa mãn. Không bao giờ. À, cho nên khi mà mình có chồng, mình có con, mình có xe, mình có cổ, mình có ngũ dục ngoài đời đó, mình phẩy một cái nữa, hoặc là mình mở mặt kép ra, mình nói, ta biết rằng hạnh phúc này chỉ làm cho tăng dần điều khát khao trong ta. Ta không hy vọng vợ chồng con cái nhà cửa ăn uống ngủ nghỉ của ngũ dục đó làm cho ta hạnh phúc thật. Đây là hạnh phúc mộng. Anh có thì được thôi. Nhưng mà vui lòng anh hiểu giùm cho rằng nó là mộng. Và nó sẽ làm cho anh càng ngày càng khổ nếu anh lấy nó là đối tượng, mục đích cuộc đời để anh hướng đến. Vậy thôi à. Nếu không á, anh sẽ than vãn miết một đời bởi vì sao con khổ hoài thầy ơi. Là bởi vì anh lộn. Nó là phương tiện để cho anh bỏ cái lạc thú, bỏ cái tìm cầu. Chứ nó không phải là mục đích để cho anh thỏa mãn nó. Nha. Cái thân này nè, người thương mình nè, vật chất mình có nè, cái giường mình ngủ á, món ăn mỗi ngày đó. Mình vui lòng biết
là mình phải cần nó, cần không? Con cũng cần chứ, ăn ngon chứ ăn dở con cũng ai cũng vậy mà. Cái món ăn đơn thuần thôi mà ăn vô nuốt nổi sao sống. Nó phải có một chút ngon hết trơn, nó phải có một chút thi vị nhẹ nhàng cuộc sống trong đó. Nhưng mà mình vui lòng biết một điều thôi, rằng nó mộng, rằng nó là phương tiện để cho mình bỏ bớt cái lửa ở trong lòng. Chứ mình đừng nghĩ, ô đời tôi so với chị ha, để tôi coi so với xóm xung quanh tôi thì 10 người, tôi hơn hết 9 người rưỡi à. À, mình ngồi mình so sánh để mình tự hào. Và mình phải, cái nhà của mình phải cao hơn họ một xíu, phải đẹp, phải sáng họ một chút. Con mình phải học giỏi hơn con họ một chút. Vô trong nhà mình thấy cái bộ bàn ghế của mình nó cũng phải xịn xịn hơn họ một chút. Họ mà cái loại gỗ, gỗ gì quý? Gỗ liêm. Gỗ liêm, ví dụ họ gỗ liêm thì mình gỗ gì? Gỗ gõ. Gỗ gõ, hình như gõ thua liêm mà. Đó, 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 kiểu vậy ha. Cho nên cái người tu của mình là mình cũng có cái niềm vui sống, mình cũng có cái đẹp của con mắt, nhưng mà những cái hình ảnh và màu sắc đó nó làm cho con mắt dịu đi, mát lại, nhẹ nhàng. Bước vô thiền viện đẹp, Đức Quan Âm đứng đẹp, cây liễu đứng đẹp, trang nghiêm, cái lầu chuông kia xung quanh có hoa, ta trang trí chỗ này là tượng Phật, chỗ kia là lầu chuông, chỗ này là hoa, chỗ này là cây cảnh, chỗ này là chỗ để cắm hương, chỗ này là đường đi vào, vô trong phía sau mình thấy chỗ này để ngồi, chỗ kia là nước, ngồi nhìn và chiêm ngưỡng xung quanh á, nó tạo ra một không gian hài hòa nhẹ nhàng, phải không? Cái đẹp đó nó có làm cho mắt mình rạo rực sự khao khát chờ đợi không? Không, mai về chỗ đó có tự động cái tâm sao? Nó dừng lại, nó lặn xuống, nó nghỉ ngơi, giống như bữa mình lên ở trên hồ Bạch Mã, hồ Trùi Bạch Mã đấy. Sao? Mình bước xuống cái mình muốn nghĩ tới cái gì ngoài cái khoảnh khắc đó không? Không, mình muốn làm một với cái đất đó, cái không gian đó, mình muốn giang tay ra và ôm trọn vào lòng. Ui cái đẹp, cái đẹp của tự nhiên nha, cái đẹp của sự bình an, cái đẹp của người tu á, cái đẹp đó nó làm cho đôi mắt mình lặn xuống cái tham dục, lặn xuống cái khát khao, cái ái nhiễm, là có một cái thứ đẹp khác có sẵn ở dưới, nó đỡ dưới, nó bắt đầu trồi lên. Cho nên người tu là người không đi tìm hạnh phúc, mà là người làm cho những thứ chướng ngại hạnh phúc qua một bên và hạnh phúc ở dưới trồi lên. Người tu người đời khác ở chỗ là người đời tìm hạnh phúc ở bên ngoài, còn người tu là người bỏ những cái thứ chướng ngại bên ngoài đấy để cho hạnh phúc ở dưới trồi lên. À, hạnh phúc nó tự biểu hiện chứ không phải là anh tìm mà có. Hạnh phúc là sự nhận thấy chứ không phải là tìm thấy. Anh tìm mà anh thấy đó nguy hiểm vô cùng. Khi anh tìm anh không thấy, phước của anh đó nha. Anh thấy cái này, anh thấy cái cơm chiên Diên Châu là anh sẽ muốn thấy cái gì? Hải sâm giò heo. May là anh không thấy, là anh cứ ở biết chỗ đó rồi bắt đầu, à sao tìm hoài không thấy, có cái loại hạnh phúc nào khác không ta? Phải không nè? Mình giàu cỡ giống như công tử Bạc Liêu rồi cuối cùng làm cái gì? Phải vậy không? Bây giờ cháu cậu về vậy hả? Đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu. Thật là quan đường, quan đường. Lạ nè, không như cầm tiền như cái bỏ trứng lên cái đốt nấu. Mình thấy mình cũng từng là công tử Bạc Liêu đó nha. Cho mình mà cục tiền như vậy thì sao? Mình cũng đốt tiền, không những mình nấu trứng mà mình nấu đá. À, mình may mắn sinh ra trong một cái kiếp sau đó nó nghèo, để cho mình dễ tỉnh ngộ, mình tìm hoài cái thứ cơm chiên Diên Châu đã lên không ra. Cho nên mình vô chùa mình kiếm cái thứ tướng chao nhẹ nhàng, phải không? May mắn. Đó, cho nên đừng có than mình nghèo, đừng có than mình khổ. Mình tìm không thấy là mình tìm một đường khác. Ô, may mắn á chứ. Mình có phước cho nhiều vô, mình tìm mà mình thấy rồi cái mình không thèm tu tệ nữa. Mình dạo dạo ngoài đời mình tăng dần điều cái khao khát đó lên là thôi rồi, về không kịp. Quá xa nhà mà. Nên làm dịu cái con mắt của mình, tức là làm sao? Tự thân mình phải biết ngồi thiền. Mình làm dịu cái khát khao trong lòng mình. Khi mà trong lòng mình nó khổ, thế nào là khổ?
Khổ tức là anh mong mà không được là khổ thôi, chả không gì chứ. Thì mong tức là khao khát, muốn thấy cái điều mà mình mong thấy. Vậy mình mong mà nó không thấy thì mình sao? Mình khổ. Nhưng mà cái khổ nó giúp mình hay nó hại mình nè? Ai nói nó hại vô tay? Hại cũng có mà giúp cũng có. Bây giờ ngồi đây khổ, ông thầy Ngộ Phương cũng ngồi nói nghe gì không? Sao nghe được? Ngồi đây mà cái lưng nó đau à? Mình biểu ngồi thẳng ngồi cong được không? Thầy ơi, thầy vui lòng thầy làm cho tôi hết đau giùm đi. Thẳng cong gì? Thấy không? Khổ nó cũng hại, nó không làm cho mình tu được. Nhưng mà nè, cái khổ là nó giúp, cho này nè. Nó giúp cho những người tham ấy. Nó giúp cho những người sân ấy, nó giúp cho những người si mê ấy. Khổ là vì thầy dạy cho những kẻ tham sân si bỏ cái thứ mà làm cho họ khổ. Nghe kìa câu này không? Không có khổ, đố mà Đức Phật xuống cõi này dạy được ai? Lên chư thiên Đức Phật đâu xuất hiện đâu, mày sướng quá mà. Mày sướng quá dạy người ta, tu không? Mắc mới gì cũng không, cái bận bộ đồ đây vô, trong khi người ta có thể bận hàng ngàn bộ đồ khác nhau. Cho nên khổ là một vị thầy đầu tiên của cái cõi ta bà này. Rồi ta mới gặp vị thầy thứ hai là Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên hãy vô trong chùa lạy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và trong đó mình biết Ngài cũng từng là một người khổ đau và đi tìm một vị thầy giống như mình tìm. Ngài tìm không ra ai hết. Cuối cùng Ngài làm vị thầy của cõi này. Và mình may mắn con lạy Ngài, con không cần tìm nữa. Ồ, cái lạy đó nó đầy tri ân. Anh em ẩu đả nhau, cái người mà họ sống tình nghĩa một chút, họ khổ đau vô cùng. Anh em ẩu đã giành giật, đấu đá hơn thua, chém giết nhau là thôi. Cái người mà họ sống tình cảm, cái người họ sống đạo đức trước sau á, lòng họ tan nát. May mắn á, mình gặp được Đức Thế Tôn, mình có thầy, có bạn mình tu hành. Đó là mình đang đi tìm, mình gặp được cái đẹp. Mà cái đẹp đó là cái hạnh phúc tạm thời, để cho mình làm cái phương tiện, mình bỏ đi cái khao khát ở trong lòng. Có những cái đẹp thanh tịnh, nó làm cho mình chuyển hóa mình, nó làm cho mình thấy con người chân thật của mình ở phía sau cái khát khao. Thì cái đẹp đó là cái nơi tu hành như thế này, bộ đồ mình bận nè. Nên mình muốn chuyển hóa mình, là muốn làm mát cái đẹp đó. Trước hết là mình phải có thầy, có bạn. Trước hết mình phải có giới luật. Mà giới tức là thanh lương á. Sila tức là thanh lương. Thanh lương tức là làm mát. Mát cái gì? Là mát cái dục vọng khát khao trong lòng. Thì sao? Tự động mình có một niềm hạnh phúc mới. Mình bận cái thân này vô, từ sáng tới giờ mình có bực ai không? Từ sáng giờ mình có muốn gặp, muốn làm, muốn tạo tác, muốn cái gì đó mình được không? Nếu có cũng ít ít và nhẹ là nó cũng quay về đúng không nè? Hồi sáng giờ mình có nghi ngờ, bực bội, muốn chứng minh mình hơn ai một cách cống cao ngã mạn, hay một cách tự ti mình thua ai này nọ không? Không. Hồi sáng giờ lòng mình có mát không? Mát nhẹ không? Có. Mình muốn duy trì trạng thái này bao lâu? Thôi. Mãi mãi mai xuống tóc đi tu. Không có ai mà muốn hạnh phúc một chút hết á. Tao muốn vĩnh viễn. Có ai mà mới thương nhau, đám cưới nhau, có tặng cái chiếc nhẫn cỏ đâu. Anh xạo xạo, anh không có tiền thì anh nói anh có tiền. Đà nói anh nói nhẫn cỏ hơn nhẫn vàng. Anh có vàng mà anh tặng nhẫn cỏ tao lấy không? Không. Do anh không có vàng cho nên anh mới tặng nhẫn cỏ. Anh tặng nhẫn vàng nghĩa là gì? Anh đầu tư cuộc hạnh phúc này 5 bữa, 5 ngày, 5 tháng, 5 năm, hay anh muốn cả đời? Anh muốn cả đời. Anh muốn tặng nhẫn kim cương, nhẫn vàng. Tức là anh muốn hạnh phúc này lâu dài hay tạm thời? Lâu dài. Anh muốn hạnh phúc lâu dài. Anh muốn hạnh phúc vĩnh viễn. Tức là trong lòng mình không có bao giờ muốn hạnh phúc tạm thời đâu. Nhưng mà sao? Mình lộn cái hạnh phúc tạm thời được tạo ra cái nhân gì với cái hạnh phúc vĩnh viễn bằng cái nhân gì? Mình phải phân biệt hai cái đó. À, phải bỏ đi tham sân si. Còn cái nhân của cái hạnh phúc tạm thời đó là cái lạc thú thỏa mãn, thì phải có cái tham ở trong đó thôi. Cái tham này nó tạo ra sự thỏa mãn, chứ nó không có tạo ra niềm vui sống. Còn cái niềm vui sống á, nó tỷ lệ nghịch lại với cái độ tham. Độ tham mà tăng lên thì cái niềm vui sống nó hạ xuống. Cái độ tham nó giảm đi thì cái niềm vui sống nó tăng lên. Để mình biết cái trong lòng mình mà tự động nó vui vui hoài là lòng mình ít tham. Mà trong lòng mình nó cứ khó chịu, nó cằn nhằn, nó bực bội, nó bức rứt, nó căng thẳng, nó lo lắng, nó ưu sầu, nó muộn phiền, là mình biết cái độ tham mình
tăng lên, nó nhiều lên. Mình biết mình nhất. Cho nên khi mà lòng mình mà nó căng thẳng á nha, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng trong lòng là tâm mình tham, và không được là mình bực rực. Vậy thôi, vậy thôi à. Nên con nói một cái căn thôi, con nói là lục căn, nhưng mà con nói một cái căn này thôi là si ra với tất cả các căn khác. Saranam gacchami.